Quyền Linh xin hân hoan chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gia Đình Tài Tử. Quý vị thân mến, chương trình Gia Đình Tài Tử được công ty MCV thực hiện. Xin chúc cho quý vị một buổi xem chương trình thật vui và thật hạnh phúc. Mọi người nói với Quyền Linh rằng cứ mỗi một ngày trôi qua, một ngày trôi qua là họ luôn luôn nhớ về những hình ảnh trong Gia Đình Tài Tử với những nhiều thế hệ tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường đến với sân chơi để cùng nhau hòa chung với môi trường âm nhạc trong chương trình này. Đầu tiên thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ ban giám khảo rất quen thuộc chúng ta. Nghệ sĩ nhân dân Hà Thế Dũng, hiệu trưởng trường múa thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, ca sĩ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Còn bây giờ sẽ là hai đội chơi. Xin mời quý vị hướng về màn hình gặp gỡ đội đầu tiên. Ô, chào cô giáo. Dạ, anh chào anh. Có việc gì không anh? Tôi tới đây với tư cách là sứ giả của Gia Đình Tài Tử thì cô... Anh là sứ giả của Gia Đình Tài Tử. Dạ, em mời anh. Vừa rồi thì mình đã tham gia kỳ thi là Gia Đình Tài Tử vô được vòng thứ mấy? Dạ, em được vô vòng tháng rồi. Vô vòng tháng. Lần này thì không biết là cô Trang có thấy có một gì đó khác hơn lần trước không? Khác là lần trước là gia đình em chỉ trong gia đình thôi. Oh. Rồi ba thế hệ, có hai vị lớn trên nữa. Nhưng mà bây giờ thì tụi em là ngoài gia đình em ra còn có được đội hỗ trợ nữa. Nên lần này em tự tin hơn. Nguyện vọng của mấy thầy cô ở đây hay là cô Trang là muốn là thể loại là dân ca hay là hát R&B hay là rap hay là gì? Thích cái gì? Mình đang ước mong cái này sẽ là cái gì? Cái thứ này cho nó cháy một chút. Bài là sung chút. Sung chút đúng không? Đây là bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát được mang tên là Ngẫu Nhiên. Không biết rằng là theo Trang thấy thì cái này là hát theo kiểu như là a cappella đó. Không có nhạc nền. Mà chính các bạn là những người sẽ làm nhạc nền luôn. Sẽ phân công làm cái kiểu như là beatbox. Là... thì có người sẽ người làm cái đó luôn thì sẽ sinh động hơn. Tại sao chưa thử sao biết không làm được? Bây giờ thấy người ta làm rồi em thấy cái bộ môn này nó cũng bây giờ cũng đang rất là kiểu này vậy chắc là... em mời anh Hồng Ân ở lại làm hỗ trợ. Hồng Ân rất là hy vọng sẽ hỗ trợ được vấn đề này. Giải thưởng có một sự thay đổi rất là hay. Nếu như mà cô Trang và mấy thầy cô ở đây mà nếu mà vào được vô địch giải thưởng của tuần thì lập tức sẽ được 5 triệu đồng. Nếu như mà hát hay hơn, nếu mà được vô trong vô địch của tháng thì sẽ được giá trị là 10 triệu đồng. Nếu mà 3 tháng tức là quý thì các bạn sẽ được 50 triệu đồng. Nếu cố gắng hát hay hơn nữa, sinh động hơn nữa, điện nhiều hơn nữa thì sẽ được 300 triệu đồng. Với giải thưởng là giải thưởng của năm. Chúng ta sẽ cố gắng để mà nhận giải thưởng lớn nhất đó là 300 triệu đồng. Chúng ta hãy cùng cố lên. Yeah! Xin chào chị Trang à. Ở Quỳ Minh cũ thì hình như là nhớ là gần như là gần Trị An đúng không? Dạ đúng ạ. Gần thác Trị An không chị? Dạ từ đó vô nhà em khoảng 40 cây số. Tức là nơi đó hình như là Linh nhớ rằng nơi đó là rất là nhiều đồng bào Cho Ro. Quê em ở thì có một cái làng dân tộc Cho Ro sống ở đó. À, chị có hay giao lưu với người đồng bào Cho Ro không? Dạ cũng có, đặc biệt là vừa rồi họ có tổ chức một cái lễ hội gọi là lễ hội Sa Giang Va, là lễ hội cúng thần lúa. Mỗi năm họ làm một lần và những cái ngày trăng tròn tháng 3 thì ở lễ hội này những người trai gái sẽ đánh cồng chiêng đi quanh đống lửa và sẽ trồng những cái cây nêu lên để mà mừng cho cái ngày lúa mới trúng mùa hơn. Chú Linh hỏi con nè, con ở huyện Vĩnh Cửu đúng không? Dạ. Không biết sao mà nghe cái tên Vĩnh Cửu không? Dạ không. Con biết sao hôm nay con đi thi không? Dạ biết. Sao con đi thi? Dạ, con đi thi để con giật giải. Giật giải nhiêu? 300 triệu. À đúng rồi, rành quá cái này, rành quá. Xong rồi thấy hồi hộp căng thẳng quá vậy. Chắc là bỏ ông quần rồi giữ nha. Hôm nay đội hỗ trợ là ai? Dạ là Bưởi. Đội hỗ trợ Bưởi. Thì ra ở Quyền Đồng Nai có nhiều bưởi nên đặt đội bưởi đúng không? Tôi tưởng đội bưởi dữ dội lắm. Ai về bước ra hai em nhỏ chút xíu. Coi vậy chứ nhỏ mà có vỏ nè. Bưởi đó bưởi gì vậy? Thưa anh Quỳnh Linh, đây là bưởi da xanh. Bưởi da xanh hả? Ở nhà mình trồng hay mình mua? Dạ, nhà em trồng. Nhà em trồng đem đi luôn? Dạ. Và đây là những thành viên rất quen với gia đình đúng không? Em là đồng nghiệp với nhau.
À, hôm nay đội hỗ trợ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ gì hả anh? Dạ, mình làm nhiệm vụ là múa. Rồi, một tràng pháo tay để chào đón đội đến từ Đồng Nai. Dạ, chào cả nhà. Dạ. Cho em nghe cái tiếng thì mọi người không phải ở dân ở đây đúng không? Đúng rồi, từ dân Quận Nam. Đã vào đây bao lâu rồi? Vào từ năm 75 chứ ạ. Anh, cái dạng nhạc mà cả nhà mình hay hát là dạng nhạc gì ạ? Dạng nhạc là ở nhà thì cũng phong phú, đó là đặc biệt là đa thể loại dân ca. Giỏi nhất là dân ca. Giờ thử thách của chúng ta hôm nay sẽ có một chữ hoa. Chữ hoa. Biết bài gì có chữ hoa không? Thiền hoa. Thiền hoa. Phố hoa. Phố hoa, thiền hoa. Em chỉ mới nói một chữ hoa thôi. Phút này đúng thiền hoa luôn. Rồi mấy bé này sẽ có tham gia không? Có. Dạ có, miệng đó. Hip hop đi. Chúc cả nhà may mắn thử thế này. 2, 3. Một đội hình đầy màu sắc. Dạ, xin chào nội à. Trời ơi, nội trẻ vậy ta? Bác năm nay khoảng 40 mấy rồi ạ? Chưa tới 40 à, mới 40 à. Trời ơi. 65 tuổi. 65 tuổi hả? Hình như tiếng nói của bác không phải ở Bà Rịa Vũng Tàu à. Người Quảng này. À, Quảng Nam. Quảng Nam đó hả? Ừ. Ở Quảng Nam có món gì ngon nhất bác biết còn nhớ không? Mì Quảng nè. Đó đó. Rồi, cao lầu. Dạ. Đó, đủ nhiều món lắm. Dạ. Bác vào ở Bà Rịa Vũng Tàu bao nhiêu lâu rồi? Vô Lào làm đầu năm 75 kia. Dạ, lúc đó vô có một mình à? Vô có mình. Có mấy đứa con mới chồng chứ. Tưởng vô mình rồi cuối cùng có nhiêu đây chứ. Hôm nay bác mặc áo đẹp quá. Mới lao mới lên được quay phim mà không bằng đồ đẹp sao được. Mới là gặp Quỳnh Linh nữa nè. Dạ. Ở TV coi thấy Quỳnh Linh mấy bữa nay mới gặp mặt. Nay gặp thấy khác TV không? Đẹp hơn. Rồi bây giờ chú Quỳnh Linh hỏi con nè. Con ở xã gì? Dạ thưa chú, con ở xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xã Hắc Dịch, chú nghe rất là lạ. Hắc Dịch rồi có nghĩa là sao con? Hắc Dịch có nghĩa là một chiến dịch đen của người dân tộc sĩ số. Lấy cái chiến dịch đó đặt tên cho xã là xã Hắc Dịch luôn, đúng không con? Dạ. Đúng không con chịu trách nhiệm nha, chú không biết nha. Con giải thích là xin hỏi rằng đội hỗ trợ của gia đình sẽ là ai? Đội hỗ trợ của gia đình là đến từ một vùng đất anh hùng, lực lượng vũ trang trong thời gian cái thập niên 60 được mang tên Hắc Dịch. Hắc Dịch. Wow, tên rất ấn tượng. Nghe nói đội hỗ trợ Hắc Dịch nghe dữ dội, bước ra dễ thương quá. Đội hỗ trợ quan hệ với gia đình. Dạ, em là những người bạn của anh Phương. Bạn hả? Còn hai người kia bạn ai? Hai cô đẹp đẹp á. Dạ, thưa em Si Quỳnh Linh, em là những người bạn của những bạn học sinh đang đứng trên đó. Em là giáo viên trong trường với vợ của chú Phương. Giáo viên luôn? Dạ. À, đây là giáo viên nhiều hả? Giáo viên có đội trong đội văn nghệ của trường không bạn? Dạ, cũng có. Em là bên mỹ thuật, nhưng em cũng có một chút xíu về múa máy. Cho nên em cũng hay có làm chương trình cho trường đi thi ở cấp huyện. Hàng chi đội văn nghệ trường nay mặc đồ kim tuyến nhiều quá. Đến từ Đồng Nai ta sẽ là đội thi đầu tiên và đội Bà Rịa Vũng Tàu thứ hai. Trở lại lần tham gia cho phiên bản mới, cô giáo Ánh Trang rất tự tin và vui mừng khi được giao thử thách là ca khúc Ngẫu Nhiên. Niềm vui đầu tiên đó là niềm ao ước được thể hiện sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thành hiện thực. Niềm vui thứ hai đó là được sự trợ giúp từ ban giám hiệu nhà trường khi bố trí địa điểm tập luyện và thời gian làm việc của các thầy cô. Nhưng khi bắt tay vào luyện tập thì sự cố xảy ra. Đó là rơi vào thời gian thi cuối học kỳ của học sinh và chuẩn bị cho lễ hội cúng thần của người dân tộc Cho Ro. Bữa nay em đi ra để tập cho mọi người cái chương trình lễ hội cúng thần lúa của đồng bào dân tộc Cho Ro nè. Mà mọi người nói chung là chưa tập họp đông đủ cho nên là sẵn tiện kêu gia đình ra tập và tài tử luôn. Liệu đội hỗ trợ mang chiến thắng cho gia đình chị Ánh Trang không? Cùng xem nào. Báo đây, tin tức nóng hổ đây. Mày vô. Báo đây. Coi cô, mua một con tờ báo đi cô. Hai bà ơi, mua một con tờ báo nha bà. Ông ơi, ông
mua con tờ báo đi không? Hả? Dạ tờ báo. À báo hả? Cảm ơn con. Ông nghe đài được rồi, con đi bán cho người khác nha. Đi mà ông. Thôi con đi bán cho người khác đi, ông nghe radio được rồi. Rồi. Nhanh lên con ơi, mình sắp trễ giờ học rồi, mình còn phải ghé ăn sáng nữa đó. Thôi không uống đâu, không ăn đâu. Không ăn làm sao được, sáng giờ con đã ăn cái gì đâu. Sáng con sữa rồi thôi, không ăn đâu. Thiệt tình con với cái có mỗi ăn vô uống không mà cứ đợi mẹ năn nỉ hoài à. Đi lẹ lên, trời sắp trễ giờ học rồi. Ơi, mình đói và khát quá. Ước gì có ai chăm sóc mình được như vậy. Ai... nằm xuống với đất muôn đời. Kìa con biết bao người dìu dắt tới quanh đây. Kìa con biết bao người dìu dắt tới quanh đây. Chân này nằm xuống với đất muôn đời. Kìa con biết bao người dìu dắt tới quanh đây. Kìa con biết bao người dìu dắt tới quanh đây. Một gia đình, một phần biểu diễn rất là có ý nghĩa. Xin mời ban giám khảo. Tiết mục này hết sức là gia đình và rất là tài tử. Hát như vậy mới gọi là hát tài tử. Và nhất là tôi rất thích cái bè. Dù rằng đoạn sau á, là có lên tông một tí xíu, nhưng mà phải nói rằng bám theo rất là chuẩn. Một cái người mà chuyên nghiệp á, hát những cái chỗ đó cũng phải chén choáng chứ không phải là chuyện đùa. Nhưng mà phải nói rằng hòa quyện. Và một cái tiết mục này dựng nó rất là nhân văn. Xin chúc mừng gia đình rất tài tử. Gia đình tài tử nhà mình đã làm cho Thanh Hoa rất ngạc nhiên, bởi vì đây là một tác phẩm rất là hay. Gia đình nhà mình rất là sáng tạo,
Bởi cái bức tranh đầu tiên nói chữ nhân văn thì cũng rất là chính xác. Mặc dù trong cái xã hội còn rất nhiều những điều cần phải bàn, thì chỉ với mấy phút thôi đã cho thấy chất nhân văn, chất tình người. Nhất là khi mà em bé cất lên, mặc dù là chưa phải là chuẩn xác, nhưng mà cái tiếng hát nó rất là dễ chịu, nó hồn nhiên. Và điều làm cho Thanh Hoa ngạc nhiên là ở anh chàng 1m80, tưởng là trông rất là cứng như một cái cột đèn vậy mà anh ra rất là uyển chuyển, đã thu hút được ở tất cả những động tác. Rất là cảm ơn gia đình ta đã hoàn thiện, đã làm tiết mục này xúc động. Chắc có lẽ là tôi cũng không muốn khen thêm nhiều, nhưng mà đúng là gia đình chúng ta đã làm cái thứ rất dung dị, đưa tất cả cái dàn cảnh nó mang một tính rất là mộc mạc. Mỗi con người đều có một biểu cảm riêng tư, nhưng tạo nên một cái khung cảnh rất đời, rất con người ở trong cái gia đình này. Thật là đáng yêu, chúc mừng gia đình. Đó là những lời nhận xét, những lời khen từ ban giám khảo. Có lẽ rằng ngày hôm nay các bạn đã làm được cái điều cũng rất là bất ngờ. Ngẫu nhiên hát, ngẫu nhiên múa, ngẫu nhiên diễn, ngẫu nhiên dựng, ngẫu nhiên cười. Và tất cả đều là ngẫu nhiên. Và tôi nghĩ rằng số điểm cũng sẽ là rất ngẫu nhiên. Nhìn những hình ảnh này, có lẽ ít ai nghĩ chỉ vài ngày nữa thôi, anh nông dân Phạm Văn Phương sẽ hóa thân thành nghệ sĩ trên sân khấu gia đình tài tử. Sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nhưng lập nghiệp tại Bà Rịa này đã hơn 30 năm, người đàn ông gốc Quảng Nam này đã có một gia đình ổn định, đầm ấm. Tất cả các thành viên trong gia đình anh đều có một tình yêu đặc biệt dành cho văn nghệ. Vì vậy, việc tham gia gia đình tài tử là một dịp để các tài tử của gia đình trổ tài ca hát, tận dụng tối đa quyền trợ giúp. Anh Phương mời cả chị Tuyết, trưởng ban văn nghệ của xã về tư vấn dàn dựng cho tiết mục. Giữa chị với gia đình cô Bình là thân thiết lắm, vì lý do chị làm phong trào ở xã đó. Thành ra hàng năm trường đều có tham gia các chương trình hội thi hội diễn cấp xã tụi chị tổ chức, chị ở trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Hàng Dịch. Cho nên là cái mối quan hệ đó rất là mật thiết, chị thường xuyên hỗ trợ cho các đơn vị về tham dự hội thi. Mặc dù là nghiệp vụ không có cao nhưng mà dù sao cũng giúp cho phong trào được tiến lên. Cái bây giờ cô nói nè, giống như cái ý đồ ban đầu mình dựng, tất nhiên là cái nhóm nam sẽ ra đi chơi với nhóm nữ gẹo chọc với nhau, rồi nam mới đẩy một thằng ra, đặng mà gặp con nữ bên này, nhưng mà lúc đó thằng này sẽ chạy ra trước nè, ôi ra coi thiệp hóa kia, đám cưới kia, nó nhảy tưng tưng lên, nó la lên, thì đằng đây thằng này mới kêu cái con nhỏ bạn gái mình đó, thì em thiệp hóa kia, rồi mình sẽ đám cưới nha, đó, cái bắt đầu em mắc cỡ quá nè, mới chồng mới vợ về đám cưới luôn, đó, thì như vậy đó, thì như vậy cái bắt đầu mới là cho may mối ra. Ý vậy nhưng mình chỉ chỉnh lại cái ban đầu chút xíu nha. Tuy nhiên, nhang nền của thử thách lại quá ngắn khiến ngay cả đạo diễn cũng rất lo lắng. Nói chung là khó khăn thì cũng có khó khăn nhé. Lúc muốn dàn dựng cho đầy đủ đội hình thì mấy cháu lại đi làm về khuya, rồi mấy cháu ôn thi cũng không dám làm phiền phức nữa. Rồi lúc này tập cũng không đủ người. Thì một tuần may ra thì cũng được một ngày hai ngày là đủ người thôi. Và quyết định của đội là anh nông dân gốc Quảng này sẽ thể hiện như thế nào trên sân khấu? Chào các bạn, đến từ xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và tôi là biên đạo cho chương trình. Và bên cạnh chúng tôi là tất cả những thành viên hát thì không hay lắm và múa không hay lắm. Nhưng là với niềm nhiệt huyết đam mê, chúng tôi mong rằng giúp cho đội của Phương sẽ đạt thành tích cao nhất trong cái vòng đặc biệt. Và mọi người nhớ ủng hộ cho gia đình chúng tôi nha. Yeah. Liệu quyết định thay đổi có đem lại thành công cho đội của họ? Hãy cùng đón xem. Sông trắng sáng thứ nhau về ta rước hội vui trên sông dài thuyền hóa răng bao cô nàng mỉm cười dính dáng thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta thuyền em trôi bao đêm vui em vang cả dòng sông, dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi vào bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo bơi, bên thành bình ta sống thành.
vui quá chứ em về trên chiếc thuyền hoa cơm che căng đôi môi hồng mỉm cười tươi ta. Ngày xưa thành phố mới rước em về con nước mừng vui rước em về cho bên nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Hò khoan, mắt sang em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về cội, chờ yêu thương về qua bên xưa. Sông sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Chúc mừng đám cưới, chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, chúc gia đình thật nhiều niềm vui mãi mãi. Một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đám cưới ngày hôm nay. Cũng là một gia đình tài tử rất chịu khó đầu tư cho khán giả thấy được một cái không khí của một cái ngày mà đón cô dâu mới về. Tôi cũng rất ngạc nhiên một cái bức tranh dân gian rất là đáng yêu. Nhưng chỉ tiếc một chút là giá như cái công phu đấy của mình nó đi cùng với bài hát, nó cùng cả cái bến bờ đấy để cho người ta thấy được cả một cái thuyền hoa nó rất lung linh hơn nữa, nó huyền ảo hơn nữa. Sao chúng ta cũng chưa nhuyễn nó một chút gì đó để cho tôi một cái cảm nó hơi chưa được nhuyễn lắm. Nhưng mà cũng xin chúc mừng cái sự công phu của gia đình. Sở dĩ anh Thế Dũng nói rằng anh tiếc như vậy, cái tiếc về chuyên môn ít, nhưng mà anh tiếc là ảnh gật gù và anh nói trời ơi Việt ơi, muốn cưới vợ lần nữa quá. Tại vì thấy cái đám cưới này minh họa nó hạnh phúc làm sao đó. Thì đó, thấy cái sự mãn nguyện trên cái nụ cười không? Việt đã nói đúng hộ tôi cái câu này, mặc dù tôi định nói đầu tiên, vì tôi đã bị nói đầu tiên rồi, cho nên mình nghĩ là chắc là Việt sẽ đỡ lời cho tôi câu đó. Cảm ơn anh Dũng. Chắc là mời chị là một cái giọng ca chính, chị có thể bước lên và chị hát một cái bài ruột của chị nhất được không? Tại vì thực sự cái giọng hát của chị nó đặc biệt lắm. Đi trên sông vắng một đêm trăng rằm, mái chèo khua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh. Mê say em hát mắt sáng long lanh, mà cả dòng sông là hương lúa ngọt lành. Cảm ơn chị. Bao nhiêu câu hát đó chúng ta cũng thấy rằng gia đình này đúng là một gia đình rất tài tử. Tôi thì tôi lại có cảm giác là rất ghen tị với hai anh ngồi bên cạnh. Anh nào muốn đòi làm chú rể của tôi không biết làm gì đây. Chỉ có một điều là càng xem gia đình mình, anh Hoa mới thấy là tất cả những ca khúc mà mang đậm cái màu sắc dân gian, âm hưởng dân gian của đồng quê Việt Nam đều là những cái tinh túy của dân tộc mình. Gia đình ta đã cho Thanh Hoa được xem một bức tranh đồng quê của Nam Bộ thật là tuyệt vời. Cái giọng nam rất là trong, thay vì cái giọng nữ người ta đang chờ đợi một cái giọng trong veo thì ở đây lại ngược lại. Cái bức tranh này cho thấy một giọng ca nữ hơi khàn khàn nhưng nó nhựa và nó có một cái sức hút kỳ lạ. Cái sức hút của cái giọng ca nữ nó như có nhựa làm thôi miên cho người ta ở cái âm hưởng dân ca Nam Bộ. Và đến khi nam thì Thanh Hoa nghĩ là phải trầm hơn thì lại là trong veo lên. Đó cũng là một cái ấn tượng. Rất là cảm ơn gia đình đã cho Thanh Hoa xem một tiết mục rất là thưởng thức, một tiết mục rất hay. Như vậy là cả hai đã thể hiện hết sức mình, nỗ lực để đem đến cho khán giả những cái tiết mục rất hay, rất đặc sắc đối với gia đình tài tử. Đầu tiên sẽ là khả năng ca hát dành cho đội đến từ Đồng Nai. Nghệ sĩ nhân dân Hà Thế Dũng 9, nghệ sĩ nhân Thanh Hoa 9,5 và Vũ Quốc Việt 9. Số điểm dành cho đội đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, nghệ sĩ nhân dân Hà Thế Dũng 9,5, nghệ sĩ nhân Thanh Hoa 9,5,
Vũ Quốc Việt 9,5. Khả năng sáng tạo của đội đến từ Đồng Nai, nghệ sĩ dân Hà Thế Dũng 9,5, nghệ sĩ dân Thanh Hoa 9,5 và Vũ Quốc Việt 9,5. Chúng ta tiếp tục hồi hộp. Nghệ sĩ dân Hà Thế Dũng 9,5, nghệ sĩ dân Thanh Hoa có số điểm cao hơn hay là thấp hơn? 9,5. Và 1, 2, 3 bắt đầu. 9,5. Wow, số điểm của đội Ánh Trang là 56 điểm, số điểm dành cho đội Anh Phương là 57 điểm. Và bây giờ tôi xin mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa với Vũ Việt trao phần quà cho gia đình đến từ Đồng Nai. Và bây giờ xin mời nghệ sĩ dân Hà Thế Dũng sẽ lên trao chiếc vé vòng thi tháng cho đội đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, gia đình Phạm Văn Phương. Quý vị thân mến, những niềm vui cũng đã khép lại chương trình Gia Đình Tài Tử ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tuần sau, mời quý vị hãy đón xem. Chương trình do công ty MCV thực hiện.